Đây này, nguyên nhân của bất động sản làm kiểm soát nhiều chính sách như này, đề phòng lặp lại bất động sản bong bóng bất động sản sẽ xảy ra như giai đoạn 2009 2011 nhiều hệ lụy. Đây là một cái vừa là cái cảnh báo cũng vừa là một cái nhà nước rất sợ, bởi vì nhà nước đã phục hồi từ đấy khéo, có những cái chỗ mà bây giờ không phục hồi xong. Hệ lụy này còn nhiều hơn mình chứ, anh em vẫn còn cơm ăn no, cơm no mà mặc đúng không? Những nhà nước mà ví dụ mà đói nhiều khu xem, nó mà xảy ra bạo loạn xem, hết công ăn việc làm xem, lúc đấy là ai lo? Chính phủ lo cho mình lo làm gì? Những cái đi lo cho họ làm gì nhiều đúng không? Thứ hai là lắng dòng tiền và nguồn lao động về với sản xuất. Thực sau 2 năm Covid vừa qua, có phải 2 năm vừa qua vừa rồi ăn không ngồi rồi không? Có đúng không? Ở đây bao nhiêu người nhìn thấy rồi, 2 năm vừa qua đều ngồi chơi sơ nước chè, xong là gì, nhà cư vi bất thiện, xong là mang tiền vào bán chứng khoán, các doanh nghiệp không làm sản phẩm được, dùng tiền ngân hàng vào bán chứng khoán mạnh mẽ luôn. Tự nhiên đến lúc mà bảo khoe tiền thì chẳng thằng nào khoe, mẹ đến lúc mà dịch ra cái cũng rồi dòng tiền dân đồng thế đồng dâm đi đúng không ạ? Thế lộ ngay ra mà thì đúng các cụ câu là gì, cháy nhà mới ra mặt chuột, đúng cháy thì hun khói ra chuột ngay, chạy ra ngay chẳng ai phải dùng. Đúng không? 2 năm vừa qua làm thì sản xuất ngưng chạy cả thế giới, không phải đất nước mới đất nước Việt Nam. Dẫn đến là gì? Cái việc mà cái thị trường đầu cơ ở nước nào cũng có thôi. Dẫn đến là gì? Thằng Mỹ thì là lạm phát 8,6%, thằng châu Âu là 8,2%, nói chung là trên 8%. Mà Việt Nam thì bây giờ loanh quanh khoảng tầm trên 4%. Tất nhiên là con số lên cộng thêm khoảng tầm 10-15% ở ngoài thực nữa vào. Tất nhiên là như vậy, nhưng mà ý nói câu chuyện là cái ý thứ hai, ý thứ ba này mình rất thích cái này, bởi vì mình muốn mà ở đây ví dụ như là đây mà tốt này, mấy anh em học viên này đi mua đất xong là mấy anh em còn lại không mua đất, ok anh em có tiền cầm về sản xuất đi, thả cho anh em về lao động thật mạnh mà. Nhớ nhá, làm thật lực nhá, tích cực làm lên nhá, 3 năm quay lại đây nhá, có tiền là phải quay lại đất đúng, quay lại không? Thế còn mỗi cái đấy đơn giản, mỗi thế mà không hiểu, mà không hiểu mà lại cố mà mua đất mà lại cứ đi mà nghĩ ông biết hoặc làm gì, sợ gì? Anh em làm gì? Anh em là nhà nước đúng không? Anh em làm gì? Làm doanh nghiệp đúng không? Anh em làm kinh doanh đúng không? Anh em là ông rời trong nước, cuối cùng tiền anh em cũng phải về đất. Thế mình bảo với anh em của mình, học viên mình đi, kệ họ. Mình cứ bây giờ là cái thời điểm tầm soát trong khu vực nào, dạng bất động sản nào, vị trí nào mình mua được, dùng tiền nào mà mua như thế nào, để đấy 3 năm nữa để cho họ quay lại đây với mình. Đúng không ạ? 3 năm mà càng lâu thì nhiều, càng nhiều tiền. Nhanh nhưng mà ít, nhưng càng lâu càng nhiều. 3 năm thì đáng ra là 5 đồng. Nhưng mà 5 năm nó phải là 10 đồng. Mà 10 đồng đấy mà nó ra nó loánh cho thì cũng mà bay màu luôn, bốc đồng luôn, lên cung trăng luôn. Đúng không ạ? Đấy có mỗi cái này thôi, nên là mình thích cái ý thứ ba này là gì? Nắn dòng tiền về với sản xuất, nắn nguồn lao động. Tiền với nguồn lao động đúng không? 2 năm vừa qua chúng ta nhìn rất nhiều những khu công nghiệp trong Bình Dương, Đồng Nai ấy, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu công ty ngừng chạy, bao nhiêu người dòng rắn lên mây từ đấy ra Bắc, đúng không? Và cái việc mà vì sao mà lại ví dụ mình nói đơn giản như cái thị trường Thanh Hóa, thằng đến nó mà kéo dân về được bằng công việc nó nhá, các thị trường khác cũng phải lúc này đấy, nhưng mà đùa đâu. Bởi vì thị trường riêng cái tỉnh đấy nó xuất cư là sản xuất ra nguồn lao động cho những địa phương khác là ghê gớm đấy. Loanh quanh khéo nó phải đi tầm 500.000 người, lửa triệu. Và 500.000 người là 50 vạn. 50 vạn mà tràn vào cái Bình Dương kia là hết. Đúng không ạ? À 500 vạn chứ nhỉ? 500 vạn. Nếu ví dụ thằng Samsung một cái là nguyên của Samsung ở Thái Nguyên, tháo gần gì nhỉ, Yên Phong là 80.000 công nhân, mà bây giờ nó mà cái lao động này không có nó chết, nó đang phải cắt giảm. Tất nhiên là ngoài yếu tố này có phần lạm phát, những yếu tố nhiều cái nữa về thu nữa, nhưng cái này với Việt Nam mình rất thích, mình thích cái này sẽ diễn ra nhanh và luôn. Thả anh em về làm lao động đi, chứ anh em cứ đi kinh doanh buôn bán đầu cơ suốt. Chẳng ai lao động thì chết cả. Mẹ thằng nào cũng làm vụ. Đúng không ạ?
đấy, cho anh em về nắn dòng tiền như thế, về sản xuất thật mạnh lên, cà phê trồng cây nuôi lợn nuôi heo thì mạnh mẽ lên, đúng không? Sản xuất thật mạnh lên. Dạ. 3 năm nữa lại quay lại với đất. Ừ, lại 3 năm nữa. 3 năm thì anh có thể là biết cái lượng đấy là 3 năm nữa là làm ra 5 đồng. Nhưng nếu 5 năm nó phải làm 10 đồng. Còn nếu 10 năm nó phải tầm 100 đồng. Nó cứ lũy kế lên thôi. Thì lại là một thời hoàng kim. Thế thôi. Cho nên là mình bảo là cứ mua lại đất rộng ấy thành cái sổ tiết kiệm. Đấy mới chính xác là sổ tiết kiệm. Mà cái loại 5.000 mét mà anh chị em mua mà nó bay lên 5 triệu, 10 triệu nhá. Lúc đấy thành đại gia luôn. Đâu? Thật mà anh chị cứ kiểm tra rất nhiều những người. Vì sao? Bởi vì ngày xưa mình cũng xuất thân là làm sale bán về dòng biệt thự, bán về dòng biệt thự biển và dòng triệu đô trở lên, và cái tầm mình các cái tệp khách hàng ngày xưa mình hướng đến ấy đều là quan chức tỉnh. Huyện chủ tịch huyện là đôi khi mình không tập trung, chỉ phó giám đốc, phó chủ tịch tỉnh, giám đốc sở, giám đốc công an, gì là chủ tịch ủy ban, đấy vân vân mấy ông đấy, thứ trưởng, bộ trưởng. Đâu đấy không bao giờ đầu tư dưới 3 năm. Mình cam đoan luôn. Một cái chú thứ trưởng Bộ Công Thương bây giờ như vậy thì muộn. Tối thiểu là 10 năm. Mua ngày xưa còn tại trước thì tại thời ấy gọi là đương thời ấy thì mua những cái kiểu tất nhiên người ta sẽ mua được giá rẻ ngoại giao một phần nào đó, hoặc có thể đặt bồn, đặt tiền sau. Nhưng đại ý là người ta mua xong người ta giữ rất là lâu. Ví dụ như ở trong Đà Lạt cứ mua 10 năm thì đều tăng 10 mét là nên là mình cũng may mắn, một phần là mình cũng may mắn là mình được tiếp xúc với những người như vậy, nên là mình quen. Vì lúc đấy mình có nói cái môi trường ấy, với anh này anh ngồi nghe chị này nói thì thằng trên nói thằng dưới nói kiểu gì chẳng va, kéo về ám ảnh cái từ đấy luôn, ngủ mình ám ảnh 88 ám ảnh đều từ đấy luôn. Nên có cái may mắn là bởi vì mình do mình tiếp xúc với cái khách hàng kia nên mình phải tư duy đúng không? Và nói thật là mình muốn bán hàng cho họ thì mình phải hiểu được tâm lý của họ. Ngày xưa mình làm qua mail kinh khủng khiếp. Bán hàng những ông đấy mua chưa gặp bao giờ. Thế thì mình nói là mình may mắn. Cho nên là cái việc mà lắn dòng tiền về nguồn lao động này để lâu lâu anh em về tiền nó ra cũng khiếp phí. Không bằng câu chuyện là 5 triệu tỷ như vừa rồi là nhà nước ở ngân hàng hút được 5 triệu tỷ, hơn 5 triệu tỷ. Thằng doanh nghiệp cũng gửi hơn khoảng gần 6 triệu tỷ. Không phải 10 năm nữa bọn đấy cứ cho thêm tích tôi rồi ui rồi tiền đấy nó còn ra phô mô rồi thì. Mà cái bọn Gen Z lúc đấy là bọn 2005, 2007 nó ra cái bọn điếc không chỗ xuống lúc đấy thì nó ra nó bắn ra thì giết người luôn. Thật mà, đúng không ạ? Đấy. Và cái cuối cùng là tránh lãng phí tài nguyên này. Vậy đất nước chúng ta là đất nước vẫn đang làm nông nghiệp chủ đạo, xuất khẩu mấy cả công nghiệp tới đây, mà công nghiệp tới đây mà không tóm được nữa nha, còn ố qua như qua mùa xuân, qua thời thanh xuân lại phải đợi ấm biết bao nhiêu năm nữa mới quay trở lại. Nên mình thì mình thích trong cái việc nguyên nhân kiểm tra này, mình thích điều này nhất, mình thích nắn dòng tiền này nhất. Chứ còn cái việc bong bóng này thì không phải việc của mình, nên là việc của chính phủ, việc của những người gì người điều hành thì không quan tâm điều này. Kiểm soát lạm phát này cũng của ông điều hành, mà lạm phát này mình biết chắc là kiểu gì phải đổ đến bọn này, mỗi cái bọn này mới hấp thụ được. Lạm phát càng cao càng ok, mạnh mẽ lên, đúng không? Tăng lãi suất thật lực lên 20% ạ, đúng không nhỉ? Tăng mạnh lên, bởi vì mình đầu tư, nếu mình có vay ngân hàng mình trích ra rồi, lúc đấy nó tăng mình giả bớt đi, hạ thì chạm xuống, giữ mới đất thôi. Và chờ hôm nay thôi, cứ ngồi chờ thôi, kiên nhẫn ngồi chờ thôi. Đầu tư này mà ai mà kiên nhẫn thì ngon lắm, thực sự ngon, ngon hơn người thường, ngon cực hơn. Bản chất là anh em cũng không phải lao động, nói chung là anh em đi làm doanh nghiệp thì anh kiên nhẫn, mà đến đấy mình cứ ngồi không thì nó chửi cho. Đất này thì mình ngồi không được, cứ cơm cháo rau cháo con này thôi. Nếu mà thời là được sẽ lên bằng. Thế có phải là những cái đại gia bất động sản ở quê, ví dụ anh chị em biết là cái thời kỳ Phú Quốc với Vân Đồn đấy, Phú Quốc là rõ nét nhất đúng không? Anh chị biết là những người mà làm chài đấy, đúng không? Có phải tự nhiên là có 200-300 tỷ mà ta vào Phú Mỹ Hưng đấy ạ? Mấy ông nông dân mới vào,
cứ tìm cho mấy thằng em nó bán cho Phú Mỹ Hưng biết nào, tìm cho chú cái căn nào biệt thự to nhất này. Đều nông dân đang là làm trà hàng là làm trại, thế tự nhiên đục phát 200 tỷ. Hay đơn giản ngay đây nó có thằng khu đô thị Starlet của tay vào tay này, biết không nhỉ? Anh em biết cái khu đấy không? Mua ngoại giao đoàn đấy, bên Simocha đấy. 2013 mình đo đạc trong đấy của nó chung với chú giúp 300.000 một ngày. Nó thật là anh em à, ngày đấy nó cũng sướng đấy, nhưng mà quay lại nghĩ lại chú giúp như ấy thôi. Đều nhận từ sông ngày đấy rồi, kỹ sư để từ sông cầm bia cắm vô cùng dâm 300.000 một ngày. Và anh chị em biết cái đội nào gọi là các chị em mà mặc áo yếm ra bụng chủ sen đó cú phô đấy, cú phát đấy, đều vào chỗ đấy chỉ chụp đi chụp đó, mình đo nó mình biết. Thì những cái người mà đang sở hữu những cái đầm sen đấy, đền được khoảng tầm hơn 100 tỷ, nhân lợi mẹ 60 tỷ. Bản chất là người ta năng người, người ta chẳng có gì kiến thức, nhưng người ta có một cái là người khác người thường người ta sở hữu nhiều đất, người ta đang có nhiều đất. Ngày xưa là những nhà nào địa chủ đất thì có phải giàu không? Đúng rồi, đúng rồi anh chị, địa chủ đất là giàu thì bây giờ cũng thế. Nhưng bây giờ mình là địa chủ kiểu địa chủ công khai kia, ngày xưa địa chủ kiểu là bá kiến bị ghét, nhưng bây giờ là may không bị ghét nên sở hữu nhiều đất. Nên là cái việc mà lạm phát mà để tôi đổ tiền vài và đợi đất thì anh em không phải làm gì, nhưng nếu mà anh em chỉ cần bảo là kiên nhẫn hơn người thường là gì, cái đất này có bảo bảo anh em lúc nào ra là tổng thống quốc này hay không, anh em có về làm công ăn lương ngày qua ngày 3 năm 5 năm sau anh em quay lại đây tự nhiên một cú phải. Bây giờ tất cả mọi đất nào trên đất nước Việt Nam này mai kia đều thành vàng hết. 2 năm vừa qua là điều chứng minh chứng tốt nhất, dễ nhìn thấy nhất, từ mẹ Móng Cái vào tận Cà Mau không chỗ nào là không tăng. Bây giờ lại đang phang Tây Nguyên rừng Amazon, đúng không? Từ biên giới hải đảo tăng hết, tăng một loạt, đất ruộng cũng tăng. Cho nên là gì, mình biết là cái thời đấy nên là mình cứ động, mình để nó mình quên đi. Có câu chuyện là vào ngày trước mình vào Bình Thuận, mình mua ở chỗ Hàm Tân Bình Thuận, anh em chắc biết Bình Thuận đúng không? Thì Bình Thuận thì Phan Thiết đấy, Nova Phan Thiết thì Bình Hàm Tân Bình Thuận đấy. Mình vào mình mua của nhà chú này thì là mình mua hai ở trong kia gọi là 1000 mét là một xào đấy. Đấy, ở trong đấy thì nó vẫn là nó có tùy chỗ mấy là một xào 500 mét, nhưng mà chỗ đấy nó vẫn là 1000 mét thì mình mua khoảng 7 xào. Thì 7 xào thì nói chuyện ra ngày hôm đấy mình vào may mắn là được cái đội đấy mời cầy hương, một quán cầy hương đâu mình cứ thấy mình đi biển 30 mà mình đi xe đấy từ Sài Gòn về Hàm Tân Bình Thuận. Thế thì đi cùng ông anh xuống đấy thì bọn kia nó thấy biển 30 nên nó mời, thế là làm môi giới, thế là mời mình ra, thế là gặp ngay ông chủ đất. Thế ông chủ đất bảo là đó là đợt 2016-17 ông mua có 50 triệu một xào, 50 triệu một xào, thời gian là 50 triệu một mảnh vườn thì đúng hơn, nhưng mà là một xào ngày đấy thì làm gì có tính xào chứ gì đâu, nó có mảnh vườn mà. Thế thì ở trong khu đấy thì ngày đấy là nó nổi lên cái việc là nuôi trâu bò ấy, anh chị biết không, mà lục lạc vàng đấy, bò ấy, chăn bò ấy. Đấy thì cả làng thì cả xã thì cả khu đấy thì đều là phát triển nông nghiệp, là nuôi bò. Nhưng ông nào ông đi mua đất thì cả làng chửi. Là 50 triệu cuối cùng ông bán được 7 tỷ. Bạn mình là người mua của ông ấy đúng tính mạnh 7 tỷ 50 triệu. Tăng bao lần đấy nha? 200 lần. Đúng không? 20 lần. Mình nghĩ câu chuyện đấy rất nhiều địa phương làm như thế thôi, chứ không phải là người đấy. Ý là mình phải va những cái câu chuyện đấy mình biết rằng, chứ còn nhiều người thì tất nhiên là ngoài ra nó còn phân bổ vốn nữa. Cái việc mà phân bổ vốn mình không có chia sẻ ở đây, ý mình nói đến là bất động sản nó có thể đưa con người ta lên một tầm cao mới sau một quãng thời gian loanh quanh cũng chỉ bằng 2 lần đi học đại học thôi, khoảng tầm đi học đại học 5 năm đến 6 năm. Thằng nào học cao học hoặc học y tế cho 6 năm, học thạc sĩ 2 năm nữa, cái thằng đấy mà học 7-8 năm ra nhá, thua cái thằng mẹ học tốt nghiệp cấp 3 sở hữu mảnh đất. Tiền thằng đấy đốt vào cái việc học cao học thạc sĩ, tên nghe như cồn về danh vọng nghe như cồn, nhưng thua thằng kia hết.
À, thực tế là vậy đấy. Đôi khi nói này nó hơi chứa chiêu một chút nhưng mà thực tế là vậy. Chẳng có gì khác đâu. Thực tế là vậy. Một cái thằng học cấp 3 và là một thằng sinh viên bây giờ nó biết cái đấy. Mình ở đây mình không có cổ suý cái việc là các ông không đi học ý không phải. Mình nói câu chuyện là cùng cái thời gian đấy và những cái lượng tiền mà người ta bỏ vào để đi học ấy. Nhưng mà người ta bỏ cùng vào đất thì hai cái giá trị khác cực kỳ nhau. Hoặc là mấy đơn giản nhất là mấy thằng đi du học. Ở đây chắc nhà anh chị cũng sẽ có người thân đi du học và thậm chí con cái anh chị em anh chị đi du học. Còn đấy sang đấy đốt kiểu gì chẳng có năm một tỏi. 3 năm 3 tỏi. Về làm nghìn đô là cả bố mẹ là hãnh diện. Mẹ có thằng chắc làm 500 đô. Có thằng làm 2.000 đô. Năm là 240 triệu 10.000 đô. Mất 3 tỷ. Lợi nhuận dòng là 10.000 đô một năm. 240 triệu. 8%. Nhưng mà thằng nó cầm 3 tỷ 3 năm sau là bố nó ít đôi. Chẳng mất công. Thì đấy là mình so sánh đấy. Mình ý nói câu chuyện ở đây là tùy vào cái việc mình phân bổ như thế nào. Tất nhiên cái việc học giáo dục là chúng ta nên làm, nhưng ý ở đây là anh em cố gắng cùng với lượng tiền như thế thì chúng ta sử dụng làm sao cho nó hữu ích là tốt nhất. Nên là mình thích cái điều này là như vậy. Mình rất thích cái điều này, mình cực thích cái điều này, bởi vì cái này nó mới bền vững cho xã hội, bền vững cho chính mình nữa. Bởi xã hội bền vững thì xã hội cũng có tiền để mua đất của mình, chứ xã hội không bền vững thì lấy đâu ra mà tiền để mua, đúng không ạ? Và khi mà có lắm là mình vừa lao động để sản xuất nhiều này thì xã hội mới phát triển. Nói chung con người là phải phát triển tốt hơn. Và mình biết điều đó, khi phát triển càng cao bất động sản mình càng lên giá. Thế nên mình cứ phải ở nhà ủng hộ cổ vũ thật nhiều những bài báo, những cái gì thời sự nói về kinh tế phát triển của chúng ta là mình thích điều đó. Bởi vì khi người ta phát triển thì mình sẽ phát triển theo. Nhiệm vụ của mình là sở hữu thật nhiều đất và giữ thật nhiều. Làm thế nào thì làm. Đơn giản như vậy, đúng không ạ?